Xin kính chào quý thầy cô. Dưới đây là bản giáo án môn Tự nhiên xã hội lớp 2, bộ sách Chân trời sáng tạo. Bản giáo án này do các thầy cô của Tech 12 giờ kết hợp với kênh giáo viên cùng biên soạn. Như trên màn hình, chúng ta có thể thấy giáo án cho bài 1 các thế hệ trong gia đình sẽ có những phần như sau. Trên đây là giáo án bài 1, các thế hệ trong gia đình. Những bài còn lại trong chương trình Tự nhiên và xã hội lớp 2 đều được soạn chi tiết và đầy đủ theo mẫu như trên. Giáo án khi tải về là giáo án bản quốc. Quý thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa theo chương trình dạy của địa phương. Và để soạn được giáo án này thì nhóm giáo viên cũng mất khá nhiều thời gian và công sức. Do vậy, giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án các môn của bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh diều. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây.